Mẹ bị trầm cảm sau sinh và phản ứng bất ngờ của cậu con trai. Úi rồi. Ồ. Một người phụ nữ cùng hai đứa con. Như vậy là người mẹ thì có lẽ là vừa mới đẻ em bé xong. Em bé còn khá là nhỏ. Cậu con trai thì có vẻ như là đã tự chơi được rồi. Nhưng người mẹ có vẻ như đang làm sao đây? Nãy giờ thấy ném đồ rồi. Chúng ta hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ôi, khóc rồi, khóc rồi. À, đây rồi, đây rồi. Ơ. Đấy. Ơ, rồi. Ơ, rồi. Thôi được rồi, nín đi, nín đi. Đây. Rồi. Như vậy là anh cả là có vẻ như là chắc chỉ mới được 3 tuổi chứ mấy. Nhưng mà đã ra để an ủi động viên mẹ rồi. Mẹ có dấu hiệu của việc trầm cảm sau sinh các bạn ạ. Giờ trông hai đứa con quanh bốn bức tường này, nó là cái gì đó nó khó mà diễn tả được. Cho nên là các ông chồng mà có vợ như vậy thì phải để ý nha. Đấy. Như vậy là mẹ định khóc nhưng mà con ra khuyên nhủ, cho nên là mẹ đã qua cơn rồi. Thật tuyệt vời. Đấy. Ui, một cậu con trai rất là hiểu chuyện luôn. À. Rồi đấy. Ôi ôi. Ui, lau nước mắt cho mẹ luôn nha. Thật tuyệt vời. Chúc em sớm vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.